Chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình có mua được cái máy sấy tóc cũ, loại đời cũ nữa các bạn. Máy này tương đối ngon nha, nhưng mà không biết còn xài được không, mà dây bọng đồ đứt hết trơn nè, nó cắt ngang hết trơn này, mà nó cũ mềm luôn vậy nè các bạn nha. Máy này độ nóng là ok nha. Thì nói chung ra mình nói các bạn là mình cũng có cái nước để tẩy xét á, cái này đừng không lo, mình chùi lỗ bóng luôn nha. Đó, 1500W. Đó, dơ hầy nè các bạn ơi, không biết còn không nữa. Mình mua da chai nha các bạn, cứng ngắc công tắc rồi luôn nè. Công tắc này chắc vô dầu quá. Ê Đức, mày lấy cái chai nhớt vô giùm anh luôn nha Đức, cứng ngắc rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình tiến hành gã ra coi máy sấy này còn xài được không nha các bạn. Cái này nếu mà máy sấy này còn xài ngon là mình để mình làm đồ xài. Đó, dây cắt ra rồi, rồi mình kiếm dây khác mình thay vô. Rồi đầu tiên mình lau sơ sơ cái đi các bạn ơi, quá dơ rồi. Lấy đi, rồi đưa cái chả kia lại. Mình lau cái nước oxy mình nha các bạn. Nước oxy mình pha vô đây nè, còn nè. Rồi mình lau sơ ngang cái. Đó, lau nhẹ các bạn, chỉ cần lau nhẹ dư gì thôi nè nha. Đó, tẩy sạch sẽ các côn trùng bụi bặm. Xét nè các bạn, thấy xét ghê gớm không? Đó. Nhưng mà nó gặp oxy ghê quá của mình là nó vô là nó sẽ sạch sẽ. Những mà cái lư bộ lư mà lâu năm á các bạn, pha vô nước á, mình chùi nó gì nè, sạch bon nè. Không phải mình vừa quảng cáo oxy nha, mà tại vì mình ấy này nữa mình chà sao nghe các bạn. Này nước sơn, nước sơn tức là nó không có ga đâu, nó chỉ tẩy xét thôi. Đó, nè mình lau lại nè, mình chỉ vuốt sơ sơ thôi nha. Mình để cái này để bữa hai bữa là tự động nó bay mất tiêu xét hết trơn nha các bạn. Đó, mình chỉ vuốt bo cho nó sạch thôi, sạch mà cũng bóng luôn nha, nó không có bay cái lớp xi của mình nha các bạn. Đó, rồi mà mình gọi mình chà cho sạch sẽ, đang mình gã ra mình coi cái máy này còn xài được không nha, chứ nó dơ hầy. Các bạn thấy kênh của mình mà có hay và hữu ích thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Tại vì cái này mình chia sẻ với các bạn là mình chia sẻ mình mua đồ với chai, chứ coi nó hư cái gì mình thay cái đó mình xài, cái nào xài được xài, không gầy không có ai đem đồ lại nhà mình sửa các bạn ơi. Đó, đem đồ lên nhà sửa là mình chia sẻ. Đầu tiên á, là mình hai con ốc này nè các bạn. Cái máy sấy này hồ đã lâu đời các bạn. Cách đây gần 20 năm về trước. Máy sấy lâu lắm rồi. Lúc mình mới làm nghề gặp nó rồi. Sau nó có con ốc nè. Hồi đó ngày xưa còn hai dây đường tăng đồ tùm lum á. Nếu mà mình làm cái máy sấy này nó chạy các bạn, mình sẽ gã cái vỏ nó ra, mình rửa gáy rồi lại mình chà rồi sạch sẽ lại nha, tăng trang lại cho nó mới luôn. Này nó dính nước sơn. Máy sấy này độ nóng nó đầm lắm các bạn. Đó, mình gã ra rồi, để tiếp mình chỉ cần gỡ cái này ra là nó ra các bạn. Đó, đây không biết còn không mà ta lấy nè, công tắc cứng nhắc luôn. Công tắc này có thể mình vô nhớt được nha các bạn, vô nhớt cho nó nhẹ lại. Thôi giờ mình thử mình gỡ cái dây này ra coi nó còn xài được không nha. Mình kiếm khúc dây khác mình nối thử coi nó làm sao nha các bạn. Thank you.
nó dặn vít này mình dặn theo luôn. Rồi để mình kiếm khúc dây khác coi coi dây nào ngon ngon mình thử nha các bạn. Cộng dây quạt này cũng đủ tải xài nè, mà này không sao đâu. Mình thử cái này thử coi. Thử thôi chứ mình chưa có thay dây nha các bạn. Nữa kiếm dây tốt tốt thay vô xài, chứ sợ không có xài ba dây này. Cái này để thử thôi, coi nó chạy ngon không nha. Ngon thì mình vệ sinh lại, bung hết trơn cái máy nó ra luôn, rồi mình rửa gáy rồi chà ba cái này ra. Đó. Chứ làm công tắc lại nghe các bạn. Trường tắc lại luôn. Đứa nào mới 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 nấu nước kìa. Rồi mình thử nha các bạn. Để dây xuống đàng hoàng thử coi nó chạy không nha. Giờ mình kiểm điện nha. Mình thử cái công tắc này coi nha các bạn. Máy này còn ngon các bạn ơi. Dù dầu coi mình bóp công tắc nó có được không nha. Rồi mình tính sao. Dù nhớt các bạn. Như lâu ngày quá cái nó khô. Chắc cạy ra qua luôn quá. Đứa nào nấu ấm siêu tóc vậy? Mới đèn Đức nấu hay gì vậy? Cạy cũng tắt ra nha các bạn. Cạy ra đằng mình vô dầu nó coi được không nha. Nhiễu dầu vô trong đây nè cho nó nhẹ. Dầu nó mới dẫn điện nha các bạn. Để mình thử lại nha các bạn coi nó được không nha. Bật lên đó các bạn, mình bật cái này lên đó là nó nóng nhiều nè, bật cái này xuống là nóng nóng vừa nè. Còn cái này em tắt mở nè, nó hư rồi. Này nữa mua tắt khác thay vô. Thôi giờ tạm vậy đi. Này mình tăng trang lại. Hư tắt. Tắt này có bán các bạn ơi. Hàng tắt này hàng tắt kiên cái mua hàng vô nha. Rồi giờ mình tiến hành mình bung cái máy sấy nha các bạn. Bung ra hết luôn mình sửa rửa. Lỡ ra cho các bạn xem cái máy sấy nó như thế nào nha. Đây.
Bạn thấy không? Dây đờ tăng nóng rất là ngon luôn, dây đờ tăng này là ngon nha. Đây. Lấy nét cho các bạn xem nè, dây đờ tăng chỉnh luôn nha. Chứ không phải là LM đâu nha, nó có mặt vít nè các bạn, cái mặt vít của máy sấy nè, thấy không? Mặt vít của máy sấy nằm đây nè, bụi bặm lum. Rồi mình gỡ cái này ra là còn cái bộ vỏ này nè các bạn. Nè mình lấy cái miếng a ma nhân này ra nha. Miếng này thì nói chung ra mình để đâu để đó, mình làm rồi mình rửa rồi mình quấn để vô chứ không có làm cho nó gãy nha. Miếng này là nó chống nóng á các bạn. Chống nóng cái phản này nè. Đó. Rồi còn cái bộ vỏ này thì mình để mình đi rửa vệ sinh đó. Đó. Còn cái phần này thì mình lau lau sơ sơ nó được rồi, với cái cánh được rồi. Còn kia mình đem mình rửa được nha các bạn, vệ sinh sạch sẽ mình xài. Này mình mua của ở trong giữa phế liệu nha các bạn. Rồi mình rồi cái này gỡ như thế nào đây, cái này cũng cạy ra các bạn ơi, cạy lấy khúc đít này ra nè. Đó. Đơn giản. Nó có cái bấu ngàm nè các bạn, mình chỉ cạy nhẹ là văng ra đó, mình lấy ra mình chà rửa nha, rửa hết luôn. Rồi những cái chỗ mà xét hồi nãy nè các bạn, mình chà cái oxy nè, oxy quá nè, cái này nó bị xét ăn vô sâu luôn nha, nó ra nè đó các bạn thấy không, mình lấy cái nhám mình đánh ra được luôn nha các bạn. Oxy thì nó sạch thiệt, nó ra sạch hết trơn á. Nhận xem là mình chà nè nghe, không có nó dốc đâu nè. Nó gà chưa, nó chuyên gia là tẩy xét không các bạn, vô địch luôn á nè, thấy không? Nè mình chà chỗ mình chà nè, không không còn xét nữa nè, thấy không? Rồi mình nếu mà mình để oxy vô, mình lấy nhám mình chà nhẹ nhẹ là văng hết chân luôn nha. Rồi các bạn thấy kênh của anh Thợ Da Chay có hay và hữu ích rồi, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Nó bay hết trơn nè, mình lấy dao mình cạo nhẹ nhẹ là văng trơn nè. Thường thường mình cạo nó không văng nha các bạn, chứ phải nó mất cạo nó mới văng nha, xét nó văng ra trơn luôn đó, sạch bon luôn. Rồi vớt được một em ngon rồi đó các bạn ơi, máy sấy này nó 1500W nha, rất là nóng nha các bạn. Dây đờ tăng nó im lắm bạn, nó hơi ăn điện chút xíu nhưng mà nó cần cho mình cái việc mình sấy đồ á các bạn, mình sấy đồ khi ướt này nọ, mình rửa giấy rồi nọ được là ngon. Ở phần này hai em tắt này nữa, ngày mai mốt thì mình mua mình thay. Còn cái phần này thì lát mình đi rửa nha. Cái phần này còn lại mình bỏ một bọc mình cắt máng lên để dưới nó hư. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Khi nào mà mình có mua được cái gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem nha các bạn. Thấy kênh của anh Thợ Da Chay có hay và hữu ích rồi các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.